bẻ cửa, bẻ khóa cửa của cái phòng đầu tiên để em trộm cắp tài sản. Nhưng mà ở trong đó thì có hai bé chạy ra và nói ai vậy. Thì em mới thấy như vậy thì em dở cửa, dở cái lỗ cửa nhỏ lên em xem thì thấy có cái iPad. Em mới nói hai bé là đưa cho em để em gọi điện cho mẹ. Thì hai bé mới không chịu và khóc. Đó, và lúc đó em nói là hai con không đưa thì chú bẻ cửa, chú đi vô chú lấy đó. Đó, thì em mới cầm cái cây mỏ lết, em mới bẻ cái bát cửa. Em mới bẻ cái bát cửa thì tạo ra tiếng động, thì hai bé mới sợ khóc thì lúc đó nói để con đưa, hai bé mới nhét chứ cầm cửa. Hai đứa nhét chứ cầm cửa thì cái iPad không có ra được. Thì em mới nói con dỡ cửa sổ lên con đưa cho chú. Thì hai bé mới nói là không ra được, nhét không ra được. Thì bắt đầu kêu mở cửa sổ đưa cho chú thì hai bé mới khóc và chạy vô gọi cho mẹ. Thì em mới ở ngoài đây, em cầm cái mỏ lết để em bẻ cửa, em định vô tiếp. Em vô em lấy cái iPad em đi. Thì xong lúc đó hai bé khóc rồi, xong rồi nói thôi để con mở, xong rồi bé mới mở cái cửa sổ và em nói đưa cái iPad đây cho em, thì bé đưa iPad cho em mới cầm em đi. Ngày 7 tháng 1, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho hay đang tạm giữ hai nghi can Bùi Việt Thắng, 31 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa và Bùi Nguyễn Hoàng Trường, 25 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thắng và Trường là hai nghi can đập cửa, dọa nạt, khiến hai cháu khóc thét, liên tục kêu cứu, rồi cướp một chiếc iPad đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Trước đó, ngày 5 tháng 1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh bé trai 7 tuổi và bé gái 5 tuổi trong phòng trọ bị hai kẻ lạ mặt đập cửa đe dọa. Trước sự uy hiếp của người lạ, hai cháu bé hoảng sợ khóc thét, liên tục cầu cứu mẹ và buộc phải mở cửa sổ đưa chiếc iPad cho tên cướp. Đoạn clip sau khi đăng lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành động của hai kẻ bất lương. Đặc biệt, vụ việc khiến nhiều bậc phụ huynh là công nhân lao động hoang mang do cả ngày đi làm phải để con trẻ ở nhà học trực tuyến.